bị dạng vãi trưởng. Hello, xin chào tất cả các bạn đã có trở lại với kênh của Văn Hóng Vlog và mình là Văn Hóng Lazada. Và hôm nay chúng ta tiếp tục review các cái sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Shopee. Ở đây mình có một kiện hàng rất là nặng, toàn đồ kim khí thôi. Và này chúng ta review cái hộp này nha. Rồi cái lô này thì mình mua ở sale 11 tháng 11 cũng mới thôi. Phải làm tranh thủ làm xong lại vèo cái lại đến sale 12 tháng 12. Xong lại vèo cái sale năm mới rồi vèo cái sale Tết Dương lịch, nó rất nhiều sale luôn. Tranh thủ làm luôn chứ để bây giờ tồn nhiều quá rồi. Đây, cái này mình mua trên Shopee nha các bạn. Đây Shopee VTP, đây là mã đơn 11 tháng 12, à 12 tháng 11 thì nó ghi nhầm. Cái này chưa đến tháng 12 ghi này hơi ngược. Rồi từ shop là Nguyễn Huy Hải 89, số điện thoại này ở xóm 4 Quỳnh Đô cạnh nhà Văn Hóa Thôn Quỳnh Đô cái gì ấy. Tổng cái đơn này là 90.000 và trọng lượng của nó là các bạn xem 3 cân 8, còn 4 cân cái đống này, rất nhiều thứ luôn. Cái lô này mình mua là toàn đồ kim khí thôi, đồ sửa chữa với cả cái đồ về khoan cắt mài đục, và chúng ta xem nha. Đóng ở quốc của anh Huy Cóp, hộp này chắc là hộp mì ra đó. Bây giờ chúng ta sẽ mở ra xem. Rồi, ra kia xem nào. Chín mươi nghìn 4 cân không ạ? Tính ra đồng nát vẫn rẻ. Trời ơi, đóng chắc đấy. Sau này mình nhìn đóng cẩn thận này, trước có cái sốc bắn đồ điện đóng ổn hơi đâu. Rồi, nhiều thứ hay ho đây. Rồi trong cái ống này thì mình có mua một số loại đá mài. Đầu tiên mình có một cái lốc 10 cái đá mài, đó là đá mài PIC, PIC. Cái đá này thì nó có thông số là như sau. Đây, cái thông số về kích thước của cái đá này thì để nét cho anh em hình rõ chút nha. Đá này thì nó có size là 107. Ở đây nó có hai cái mình không biết là kích thước như nào. Đường kính của nó là 100 x 2,5 x 16mm. Ở đây nó có hai size anh em ạ. Cái này chắc là cỡ mỏng thôi. Cái này chắc là 1.2 anh em ạ. 2.5 đá nó dày lắm. Đây 1.2. Tức là nó chỉ về cái đường kính này của nó là 100 này. Cái độ dày của nó là 1.2mm này. Đó. Cái 16mm là cái ống này thì tức là từ cái đây ra mép đĩa mình đoán chắc là 1.6, dày 1.2 ly và cả cái tiết diện này là 100. Đây là một cái thương hiệu của Trung Quốc và cái đá này thì rẻ lắm anh em, chỉ có hình như là thế nào 3.000 một miếng này anh em ạ. Cái chỗ mình mua thì là như khoảng 5.000 một miếng này, nhưng mà cái đá xanh thì cắt thì nó gọi là chơi chơi thôi, còn nếu mà khỏe hơn thì mình sẽ phải mua loại đá xịn hơn. Đấy anh em xem này, cái lưới nó của nó nhám này. Này mua để cắt sắt được, để đá cắt mê tần tàn chữ Trung Quốc thôi, yong si choang gì đấy. Rồi mình có mua một loại đá cắt nữa là đá cắt hải dương. Cái đá cắt hải dương này chắc là nhiều anh em biết, tại vì mình sử dụng cái đá này mình thấy rất là thích. À, từ từ để cho anh em xem hộp đá cắt cũ. Đây cái máy cắt mình đang dùng đây. Cái đá cắt này, máy này là power scan, mình trước mình có làm video mua ở trên Lazada nhưng khoảng 200 mấy, dùng gần năm thấy nó cũng tốt phết, mặc dù giá nó hồi mình mua là con máy này là rẻ nhất sàn Lazada luôn. Bây giờ thì không biết thế nào, bây giờ có thể có sẽ nhiều máy rẻ hơn, nhưng mà mình dùng một hơn năm rồi mình thấy ok, cắt được tôn sắc các thứ. Đây này, ở đây mình có dùng một số loại đá cắt. Ê, anh em mình thấy có hai cái loại đá này. Đây này, ôi cái đá này giống như cái đá này. Đây cái đá mình mua sơ cua trước có hai cái này, các anh em thấy nó giống nhau không? Từ logo con báo này, nhưng mỗi tội cái đá này nó ghi là ping, còn cái đá này nó ghi là pick, cùng chất liệu là metal để cắt sắt này, cũng của hãng công quang shibojo gì ấy. Ở đây thì nó cũng thông số hiệt nhau luôn này, từ tiết diện đến cái tốc độ quay của máy này 70mm/s này đó. Màu thì như nhau nhưng mà cái đá này mình dùng rồi anh em ạ, mài nhiều nó bị mất cái độ nhám ở đây rồi. Đó. Và mình khoái nhất là cái đá này. Đó chính là cái đá cắt hải dương. Đây, công ty cổ phần đá mài hải dương. Cái đá này thì của nó rất là dày luôn anh em ạ. Mình dùng cái đá này cắt bao nhiêu thứ mà nó chỉ hơi
nó chỉ mòn đi có một tí thôi này. So với cái đá này thì nó thực ra nó cũng cắt cũng nhiều, cũng cắt bao nhiêu thứ ấy, nó cũng mòn đi khá nhiều. Nhưng mà cái đặc điểm về đá này nó rất là dày luôn. Ở chỗ mình nó bán cái đá này là 10.000 một cái, còn cái đá xanh này chỉ là 5.000. Nói chung là mua tiện cắt thì giá chấp nhận thôi, nhưng mà mua ở trên Shopee rẻ lắm. Đây, để xem cái lô đá cắt này. Rồi, anh em so nhá, đây là cái đá mình mới mua ở Shopee này, 10 cái. Cái đá này như họ bán là 6.000 một cái ở trên Shopee. À, 5.000 mấy, 5.800. Mình mua rẻ gần nửa tiền anh em ạ, chỗ này gần 5 mấy nghìn đấy. Ờ, à, rồi, 10 cái này cắt best xe nhà luôn, đấy chứ đủ chưa? Dày lắm, đá này nó dày như này cơ mà. Trong khi cái đá xanh này nó mỏng, mỏng gần một nửa luôn không ạ? Đúng là tiền nào của đấy. Cái này 3.000, cái này gần 6.000 thì nó rơi hơn gấp đôi không ạ? Đó. Cái này cắt phê hơn. Thông số của cái đá này thì đây, cái đá này thì nó có thông số là 10, 1.5, 1.6. Như vậy là cái dày này nó dày 1.5 ly cơ anh em ạ. Trong khi cái đá này thì nó dày có 1.2 thôi, 1.2 nó mỏng hơn. Mình thấy nó dày như gấp đôi ấy. Cái này nó mỏng dính từ linh như này, cái này nó dày gấp đôi như này. Cái này của Việt Nam nha các bạn, công ty cổ phần đá mài Hải Dương. Đây, nó có thể quay đến 2.000 vòng trên phút này. Thế đi Việt Nam này, đây là cái thông số của nó. Đó, có vẻ như khá là khác so với cái đá cũ mình dùng. Độ dày thông số thì nó vẫn thế thôi, nhưng mà cái này nó hơi ngược nhỉ. Cái cũ mình dùng thì chỗ này nó màu đen, đây là màu xanh. Không biết có phải đá giả không? Rồi, nhưng không sao. Rồi, tiếp theo là bỏ ống máy cắt đi đã. Như vậy, đầu tiên chúng ta sẽ có hai cái đá cắt 30.000, 58.000, chỗ này là gần sao rẻ thế nhỉ? À, như mình áp mới giảm giá hay sao không ạ? Mới có 90.000. Rồi, chúng ta sẽ có thêm là cái chổi này là cái chổi để cái này như là để đánh cái gì nhỉ? Cái vành xe không ạ? Tôi mua cái này để đóng cái vành xe. Cái này hình như là 10 mấy nghìn, 12.000 sao ấy. Cái này mua mà đánh thực ra cái này thì mình có thể cọ được cả bình nước được anh em ạ. Không phải được. Cái này thì mình chủ yếu cái này người ta bán là để cọ vành xe, mình mua mình cọ bình nước cũng được, chẳng sao cọ bể cá cũng được. Nó sẽ có trục bằng cái thép này, và đây cái lưỡi này chỉ bằng ni lông em nhá, giống kiểu lông bàn chải. Đó, rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ có hai tuýp keo Apollo. Đây là keo Apollo A100, keo này chuyên để bắn thạch cao anh em ạ. Cái này thì nếu anh em mà thi công về thạch cao này hay là về cái gì nhỉ? Bồn nước ấy, bồn rửa bát ấy thì hay sử dụng cái keo này nhiều. Cái này thì nó khác cái keo silicon 102 nhá. Cái 102 là cái để gắn bể cá, còn cái 100 này thì nó gắn thạch cao này. Công dụng là bắn với nhiều loại vật liệu xây dựng như là tường bê tông, gốm sứ, trần thạch cao, phù hợp với ứng dụng nội thất. Rồi, cái này mình sẽ làm một video sau nhé, hạn sử dụng này. Cái này là lô 020019 này. Hạn sử dụng là đến tháng 3 năm 2020. Ủa, như vậy là mình còn khoảng 5 tháng nữa. Mới tinh nha, chưa bóc, chưa cắt này. Shop gửi luôn cho hai cái đầu này. Cái đầu nó quan trọng phết đấy không ạ? Nhiều khi là mình lắp vào súng bắn keo mà không có đầu này thì không bắn được đâu. Đó. Giữ lại một cái đầu sơ cua này. Đây, okay, nó mình sẽ cắt vát một góc 45 độ. Một cái tuýp này nó nặng phết không ạ? Khoảng là 23.000. Mình mua trên Shopee 23.000. Ở ngoài không biết cái bán cái này hình như chắc phải 30.000 đúng không ạ? 30.000 mua trên Shopee bao giờ cũng rẻ hơn. Đó. Cái này hàng có phải xịn lắm, nặng không ạ? Của Hàn Quốc, Anh, Cóp này. Đây chính là cái hộp này luôn anh em ơi. Đây là hộp của keo Apollo này, bắn chân thạch cao này. Các bạn có thể gắn được những cái gốm sứ các thứ này. Và trọng lượng của nó là 300ml. Cái này mình cũng không biết chuyên sâu về thạch cao nhưng cứ mua về đấy. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có hai cái này. Cái này thì anh em nào chơi xe chắc là biết hai cái này là cái móc lốp của hãng là Meinfa. Cái này như họ bán là 17.000 một cái, mình mua luôn hai cái anh ạ. Nhà thực ra có móc lốp rồi nhưng mà cái móc lốp này nó chắc cái này cơ mà. Chứ mình mua cái móc lốp 20.000 quả triệu rồi, nó bằng thép mà. Tôi móc một cái xong mà nó cong hơn mẹ luôn cả móc lốp luôn đúng không ạ? Cái này của nó chắc như này, cái này nó phải đúc như này này đó, của Meinfa anh em này.
17.000 cái, quá rẻ luôn, xịn phết. Này nó chắc lắm, nó cứng như này cơ mà. Cái kia của mình mua 20.000 bẻ được cơ, sợ thật, móc lốp xe đạp không móc được. Đây của Shopee Meinfa, mà mình sẽ làm một cái video móc lốp thử nghiệm riêng nhá. Nhưng mà nhìn nó khá là bóng, đẹp, rẻ, vãi chưởng luôn. Rồi, ở đây thì mình mua thêm một cái đu check. Cái này để lắp bóng đèn anh em ơi. Thời gian tới là mình sẽ lắp cái bóng này. Thường là cái bóng check thì anh em sẽ lắp vào tường ấy. Bình thường bóng bình thường nó sẽ nhọn lên, nhưng mà cái bóng check thì các bạn sẽ lắp vào tường, nó sẽ cụp xuống như này, chuyên để lắp tường đó. Cái này giá 6.000 một cái, mua để thay rồi. Và tiếp theo là cái mà rất là quen thuộc đối với anh em thi công điện, đó là băng dính xốp. Cái này có giá là 7.000, đúng giá đấy, 7.000 ngoài nó bán 10.000 cái đấy. Cái này băng dính xốp hai mặt. Rồi, cái đầu nó đâu nhỉ? Đầu nó đây anh em. Cái này để mình có thể gắn cell pin hoặc là gắn các thứ về điện đây. Cái này là cái tiện ích rất hay dùng. Và cuối cùng là mình có một cái miếng nỉ. Cái này anh em làm nhôm kính thì chắc biết được cái này, chứ nhiều người chắc không biết. Cái nỉ này chuyên để đánh bóng. Mình sẽ lắp vào máy cắt để có thể mài các đánh bóng các chi tiết về inox, các cái chi tiết về nhôm. Rồi, cái này giá là khoảng 8.000 một cái anh em ạ. Rồi, rồi. Như vậy thì với combo sản phẩm 90.000, quá rẻ luôn anh em, rẻ nhất Việt Nam rồi. 90.000 chúng ta được có là một cái băng dính xốp, một cái nỉ đánh bóng giá 8.000, một cái cọ lốp ô tô, cái này to chắc cọ xe tải cũng được chứ đừng nói gì đến cọ cốc. Rồi, hai tuyết keo Apollo với giá 23.000, một cái đu check 6K, hai cái móc lốp giá 17.000, xịn sò vãi đái luôn, tôi thích hai cái móc lốp này. Và một số cái loại đá cắt hải dương, rồi 5.800 một cái. Đá cắt pick 3.000 cái. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Và nếu thấy video hay và ý nghĩa, các bạn nhớ like, subscribe cùng kênh và chờ đón các video tiếp theo. Mình sẽ review các sản phẩm khác ở trên Lazada hay Shopee nha.